Thông tin đầu tiên đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ khi ngôi sao bóng chuyền châu Á được mời sang Việt Nam thi đấu sau khi so tài với Bích Tuyền. Theo thông tin mới nhất, Sana Anakula nhận được hai lời mời thi đấu từ Việt Nam. Một câu lạc bộ ở giải vô địch quốc gia và một đội từ giải hạng A đã gửi lời mời chính thức cho tay đập xuất sắc này. Tuy nhiên, vận động viên người Kazakhstan vẫn chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng. Sana Anakula, sinh năm 1989, là một gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Cô từng sang Việt Nam thi đấu cho câu lạc bộ Thanh Hóa vào năm 2023, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với khán giả nhờ kỹ năng và sự chuyên nghiệp của mình. Hiện tại, chủ công sinh năm 1989 này đang khoác áo câu lạc bộ Turan Turkistan, Kazakhstan, nơi cô tiếp tục tỏa sáng và khẳng định tài năng. Sana Anakula không chỉ được biết đến trong khu vực mà còn ghi dấu ấn trên sân chơi quốc tế. Cô từng tham gia FIVB Volleyball Women's World Championship 2010 và FIVB Volleyball Women's World Championship 2014, góp phần vào sự thành công của đội tuyển quốc gia Kazakhstan. Những trải nghiệm này đã giúp cô tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu và trở thành một trong những tay đập đáng gờm trên thế giới. Tại AVC Challenge Cup 2024, Sana Anakula đã có màn so tài đầy kịch tính với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở cả vòng bảng và trận chung kết. Dù đã nỗ lực hết mình, Sana và các đồng đội chỉ giành được vị trí Á quân sau khi để thua đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong trận chung kết căng thẳng. Trong trận đấu vòng bảng gặp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Sana Anakula đã ghi tới 20 điểm, chứng tỏ đẳng cấp và tài năng vượt trội của mình. Không chỉ vậy, tại AVC Challenge Cup 2024, Sana còn được vinh danh là chủ công xuất sắc nhất giải đấu, một thành tích xứng đáng cho những cống hiến và màn trình diễn ấn tượng của cô. Sau giải đấu, Sana đã chia sẻ đầy cảm xúc, giải đấu đã kết thúc, chặng đường về nhà còn dài ở phía trước. Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì sự ủng hộ cho đội tuyển bóng chuyền nữ Kazakhstan. Những lời này không chỉ là sự tri ân mà còn thể hiện tinh thần chiến đấu và quyết tâm không ngừng nghỉ của cô. Sana Anakula không chỉ nổi bật ở AVC Challenge Cup 2024 mà còn có một bản thành tích cá nhân đáng nể trong sự nghiệp. Cô từng đoạt giải MVP, vận động viên xuất sắc nhất ở giải vô địch quốc gia Kazakhstan mùa 2023-2024, chủ công hay nhất giải vô địch quốc gia Kazakhstan mùa 2022-2023, chủ công hay nhất AVC Club mùa 2021-2022, MVP giải vô địch quốc gia Kazakhstan mùa 2021-2022, MVP ASEAN Club Championship 2020-21 và chuyền hai hay nhất Club World Championship 2018-19. Những thành tích này không chỉ khẳng định vị thế của Sana Anakula trong làng bóng chuyền mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho các vận động viên trẻ. Với tài năng và kinh nghiệm dày dặn, Sana chắc chắn sẽ còn tiếp tục tỏa sáng và đóng góp nhiều hơn nữa cho bóng chuyền Kazakhstan và quốc tế. Việc các câu lạc bộ Việt Nam mong muốn chiêu mộ Sana Anakula cho thấy sức hút và tầm quan trọng của cô trong làng bóng chuyền. Nếu chấp nhận lời mời, sự góp mặt của Anakula sẽ là một cú hích lớn cho đội bóng, đồng thời mang đến nhiều trận đấu kịch tính và hấp dẫn cho người hâm mộ. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn chưa được Sana Anakula đưa ra. Liệu cô sẽ chọn tiếp tục sự nghiệp tại quê nhà Kazakhstan hay sẽ có màn tái ngộ đáng mong đợi với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam? Câu trả lời này đang được giới mộ điệu và các câu lạc bộ bóng chuyền Việt Nam hồi hộp chờ đợi. Thông tin tiếp theo thú vị khi Trần Thị Thanh Thúy khoe ảnh hồi nhỏ. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, Trần Thị Thanh Thúy đã chia sẻ những tấm ảnh thời thơ ấu, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Qua những bức ảnh này, có thể thấy rằng Thanh Thúy đã sở hữu chiều cao ấn tượng từ bé, hứa hẹn trở thành một ngôi sao sáng trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Sinh năm 1997, Trần Thị Thanh Thúy hiện cao 1m90 và là trụ cột vững chắc của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Có thể nói, cô là vận động viên số 1 của bóng chuyền nữ nước nhà, với hàng loạt thành tích nổi bật cả khi thi đấu trong nước lẫn quốc tế. Từ những ngày đầu tiên bước vào sân đấu, Thúy đã nhanh chóng chứng minh tài năng của mình, trở thành một chủ công tài năng và mạnh mẽ. Trên sân đấu, Trần Thị Thanh Thúy không chỉ nổi bật với kỹ năng chuyên môn mà còn với vai trò là đội trưởng gương mẫu của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Cô là người dẫn dắt đội bóng không chỉ bằng tài năng mà còn bằng tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ và sự kiên định. Mỗi khi bước vào trận đấu, Thúy luôn là điểm tựa vững chắc, giúp đồng đội tự tin và mạnh mẽ hơn. Ngoài những thành công trên sân đấu, Trần Thị Thanh Thúy còn gây ấn tượng với khả năng nói tiếng Anh lưu loát, mở ra nhiều cơ hội giao lưu và thi đấu quốc tế. Tính cách thân thiện, khiêm tốn của cô cũng chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ và đồng nghiệp. Thúy không chỉ là một vận động viên tài năng mà còn là một hình mẫu lý tưởng cho các vận động viên trẻ noi theo. Nhìn lại hành trình của Trần Thị Thanh Thúy, Từ những ngày còn là một cô bé với chiều cao nổi bật, đến khi trở thành ngôi sao sáng trong làng bóng chuyền, chúng ta không thể không cảm phục trước những nỗ lực và cống hiến của cô. Thanh Thúy đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để vươn lên đỉnh cao, mang lại vinh quang cho Tổ quốc và trở thành niềm tự hào của bóng chuyền nữ Việt Nam. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi, những tấm ảnh thời thơ ấu của Trần Thị Thanh Thúy không chỉ gợi nhớ về một tuổi thơ đẹp đẽ mà còn là minh chứng cho sự phát triển và thành công đáng kinh ngạc của cô. Hy vọng rằng, với sự ủng hộ và tình yêu từ người hâm mộ, Trần Thị Thanh Thúy sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, mang về nhiều vinh quang hơn nữa cho bóng chuyền Việt Nam. Chúng ta hãy cùng nhau cổ vũ và đồng hành với cô gái vàng của thể thao nước nhà trên con đường rực rỡ phía trước. Nối tiếp là thông tin đầy cảm động khi Lê Thanh Thúy chia sẻ về mẹ. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa bảo vệ thành công chức vô địch tại AVC Challenge Cup 2024 vào ngày 29 tháng 5. Đây là một thành tựu vô cùng đáng tự hào, đánh dấu sự tiến bộ không ngừng của bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Đặc biệt, trong chiến thắng này, Lê Thanh Thúy đã được vinh danh với giải phụ công xuất sắc nhất, ghi dấu ấn mạnh mẽ với những đóng góp quan trọng của mình. Sau khi kết thúc giải đấu, Lê Thanh Thúy chia tay Philippines mang theo huy chương vàng và giải thưởng cá nhân về tặng mẹ. Trong khoảnh khắc xúc động, cô chụp ảnh cùng mẹ và chia sẻ trên mạng xã hội với dòng chú thích: "Sao y bản chính". Tình cảm gia đình ấm áp và sự tự hào của người mẹ về thành công của con gái đã làm lay động trái tim nhiều người hâm mộ. Sinh năm 1995, Lê Thanh Thúy hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Ninh Bình LVPB. Với chiều cao 1m80 và vóc dáng thon thả, cô không chỉ nổi bật trên sân bóng mà còn thu hút sự chú ý của người hâm mộ với vẻ ngoài duyên dáng. Lê Thanh Thúy đã trở thành một biểu tượng trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam, không chỉ bởi tài năng và kỹ năng xuất sắc mà còn bởi phong cách thi đấu chuyên nghiệp và sự kiên định trong từng trận đấu. Lê Thanh Thúy có hơn 37.000 người theo dõi trên mạng xã hội, một con số ấn tượng thể hiện sự yêu mến và ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ. Cô luôn giữ một hình ảnh thân thiện, gần gũi và khiêm tốn, tạo nên sự kết nối đặc biệt với những người yêu mến bóng chuyền. Hành trình của Lê Thanh Thúy không chỉ là câu chuyện về những chiến thắng trên sân đấu mà còn là câu chuyện về sự nỗ lực, kiên trì và tình yêu dành cho môn thể thao này. Từ những ngày đầu chập chững bước vào sân bóng, đến khi trở thành một trong những vận động viên xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam, Thúy đã vượt qua nhiều khó khăn và thử thách để đạt được thành công như ngày hôm nay. Chức vô địch AVC Challenge Cup 2024 không chỉ là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Lê Thanh Thúy mà còn là niềm tự hào lớn lao của bóng chuyền nữ Việt Nam. Hy vọng rằng, với tài năng và nhiệt huyết của mình, Lê Thanh Thúy sẽ tiếp tục cống hiến và mang về nhiều thành tích hơn nữa, góp phần nâng cao vị thế của bóng chuyền Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật những tin tức mới nhất về hành trình của Lê Thanh Thúy và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi ủng hộ và cổ vũ cho những cô gái vàng của thể thao nước nhà để họ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, mang lại vinh quang cho Tổ quốc.